Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với True Smart News, bản tin cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây thì hãy cùng mình tìm hiểu thông tin ngày hôm nay nhé. Apple bị kiện vì thiên vị Telegram. Liên minh Coalition for a Safer Web, đọc tắt là CSW, thì đã quyết định đệ đơn kiện Apple với cáo buộc rằng Apple không muốn xóa Telegram khỏi App Store mặc dù ứng dụng này được sử dụng cho nhiều mục đích xấu. Trong thông cáo báo chí thì CSW cho biết họ đã liên hệ với Apple lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2020, đồng thời yêu cầu công ty chặn Telegram và tạm rút nó khỏi App Store cho đến khi có các bản cập nhật kiểm duyệt nội dung mới nhất. Tổ chức giải thích rằng là bất chấp những nỗ lực lặp đi lặp lại của CSW với mong muốn nhận được phản hồi từ Apple, Tim Cook hay là bất kỳ đại diện nào thì chúng tôi đều không thể thực hiện thành công. Trong nghiên cứu năm 2020 về Telegram của CSW thì liên minh này khẳng định rằng nền tảng đã được sử dụng cho mục đích kích động, thù hằn và cực đoan. Và giờ đây thì Apple lại quyết định cấm mạng xã hội Parler vì những lý do tương tự. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe channel của True Smart nhé. Chào các bạn. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng True Smart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của True Smart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày. Hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của True Smart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.